Thế thì tối mai bọn anh lại qua đây nghe em hát nhá. Em cảm ơn anh ủng hộ em ạ. Thôi em về đây ạ, em xin phép. Em chào anh ạ. Thế hẹn tối mai gặp lại nhá. Dạ. Thảo. Bố ạ. Chuyện là như thế nào? Nói cho bố nghe đi. Sự thật thì bố cũng vừa thấy rồi ạ. Nhưng mà sao bố lại biết ạ? Muốn không ai biết ý, thì tốt nhất đừng làm cái gì cả. Thế con đi hát như thế này lâu chưa? Con mới đi có vài buổi thôi ạ. Thế tiền bố gửi lên cho con hàng tháng không đủ cho con tiêu à? Dạ, bố lo cho con rất đầy đủ. Bao năm qua con cũng chỉ thi thoảng nhận dạy thêm để kiếm tiền tiêu vặt thôi. Còn lần đi hát này là... Là sao? Con đi hát là vì con cần tiền để đền tiền xe cho người ta ạ. Cái gì? Đền tiền xe nào? Con làm mất xe của bà Dung chủ trọ. Những cái việc này là con phải nói với bố, không thể tự mình đi giải quyết như thế được. Con định nói rồi, nhưng mà lúc đấy bố lại đang lo tiền xe cho thằng Hiếu. Thì con nói kiểu gì ạ? Thế việc này con đã nói với anh Nghĩa chưa? Bố cũng biết là anh Nghĩa vừa mua nhà, tốn bao tiền rồi. Với cả là con cũng không muốn là gia đình chị Quyên nghĩ về con không hay ạ. Con nghỉ hát đi. Bố về sẽ thu xếp tiền gửi lên cho con để đền cho người ta. Thế con phải đền người ta là bao nhiêu? Thôi không cần đâu bố. Tiền đấy để con tạm ứng cũng được ạ. Bố hỏi tóm lại là con phải đền người ta bao nhiêu? À, con còn nợ người ta 20 triệu ạ. 20 triệu? Thôi được rồi, cái việc này để bố lo cho. Quan trọng là con phải nghỉ hát, tập trung vào học hành, rèn luyện, nghe chưa? Nhưng mà con thấy là con đi hát như thế thì có gì xấu đâu ạ. Nhưng mà bố thấy những cái nơi đấy là rất phức tạp, con hiểu không? Càng như vậy thì con mới có càng nhiều cơ hội để rèn luyện bản lĩnh sân khấu. Con cho những cái nơi như thế là để con rèn luyện à? Tuy không phải là sân khấu lớn, nhưng mà cũng là nơi mà con có thể biểu diễn được ạ. Bố đừng quá ác cảm với nó như thế. Thế bây giờ nhất định là cô không nghe lời bố đúng không? Từ bé đến giờ con lúc nào cũng nghe lời bố. Nhưng mà con xin bố đấy, lần này bố cho con đi hát nhá. Bố không đồng ý. Mai bố sẽ chuyển tiền lên để con đền cho người ta. Bố quyết định như thế rồi, con phải nghe bố đấy. Bố đã dặn con ấy, cần cái gì thì phải nói với bố. Bố về bố cố gắng thu xếp để lo cho con đầy đủ. Việc bố muốn ấy là con phải tập trung rèn luyện học hành, đứng trên sân khấu lớn chuyên nghiệp. Đấy là mơ ước của con cơ mà. Tại sao con lại vào những cái chỗ này để phá giọng mình à? Dạ, con xin lỗi bố ạ. Thôi đừng có nói mãi cái câu xin lỗi ấy. Quan trọng là bố cần phải biết lý do. Sao bố chỉ lo cho nó thôi ạ? Bố có thấy là bố rất bất công với con không ạ? Nó gặp chuyện gì bố cũng lo cho nó. Thế còn con thì sao? Con ở thành phố, có làm sao cũng không dám kêu ca với bố. Con muốn xin bố một đồng cũng phải đắn đo cân nhắc. Bố có biết là con ở trên kia cũng phải chịu bao nhiêu khổ sở, bao nhiêu áp lực không ạ?